Ley, se le habla. Chỉ vào điểm mà nó sẽ ngang ngang ở đây thì lắm mà sẽ lẻo là nhà cái sĩ và lũy vào cái của quay lẹt đó bom ạ à mà cái mì ai lấy sao lẹt nghe sẽ lẻo là nhiều thì ngon ngay ở lúc ấy cùng mò cầu phố Lavang sa pagkasiba o lima, yeah, masalo ko ah. Full lima ko sa nga nga wag kayo. Di pala yung mga hali, kulong ang lava, may isa leo. Ngayon lava, ito kaya pa yung nga si Fiesi. Tôi kia đi mấy lúa giờ thì mình nghe leo lộ bà yên cùng bao cảm phúc thì ông cô phân hai ở kia ấy nhưng phải sợ lông ở mấy nữa nghe là cùng bà máu nó có mấy cao phố mình cùng một mẫu và sợ anh em lắm mà khi ngã ra đây đi là tạm biệt phố thế á à nghĩ được của anh nhé nhưng cô nó ra được gì đấy cùng một mẫu cao phố cô kia là cô anh cô phải lòng cả lắm anh cô kia là bài đấy thì hồi họ nghĩ là cô ấy nghe lét đó thật mấy người vô là có cây mồ mua nghe có mồ mấy em mua vài kia người nghĩ mà phải lòng mặt cả lại đi một quầy màu kỳ ngọt khi đi ăn vậy rồi phải lòng nhiều vậy ngon lắm anh ơi luôn ngon lắm với xà lẩu là lẩu nó mặc ngọt kia mà à yên mặc cả mặc phật sa thì là lắm mà cái mình ngồi lại đẹp phim yên mua mà bên cô gái quỳ là áo ngã luôn mô lại cái phong nghĩa ở cao sang là văn á cái tí vào nếm mà nó sang ngang ngang mô lại lép và xa ua quế vài ngang mặt của mày chữa mấy đi một cái mà có ngu nè phải xa từ cô sang ngang lại được gì đấy lung ngang á lung mà nè ta bên vui mấy lần là phải công phải coi lúc mà phải coi cua nên mà cô vui mày cho rồi này ai đi đúng rồi phải nên mà cô mấy lúc cô mày luôn rồi phải cảm ơn à lúc cua thì hơn nè cả cô lôi lúc phục phục nhiều men phục kia cô áo cả cô cô á ngang phố không mang ngang lắm ạ rồi rồi phải sao
như phải có nên ngồi với mấy đi là vật cúng trong cô khi đã bị ấy này cô đây có một câu phát sang ngày đúng một cô một phát xa ăn đồ quỳ phát sau anh không phải để lắp ạ đúng rồi nhé tàu lê anh mà cô mấy phát sinh ngon ngon lắm ạ mấy phần xa phở mà lắm ngày lúc ạ ngã phải có ngày lúc một phần xa nó cố gắng cả ngày ấy là các phải lúc một cái là qua mình chỉ đi đeo qua cổ mà vài ấy kia mình được phục vụ kia anh ngờ nó vẫn ngay đúng một chút sao mặt mất nếu mà anh ngờ là em sẽ đổ lại với anh là cười kiểu kiểu với Phật Sáng Phạm Hello.